Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái lọ kiến dán các bác nhá. Đấy. Lọ này thì chuyên diệt kiến dán và các bác diệt kiến cho em là cực kỳ nhạy luôn, diệt kiến là cực kỳ nhạy luôn nhá. Các bác cứ rõ cho em từ 3 đến 5 giọt ra các cái khu vực nào mà có kiến có dán là nó sẽ tự động nó ăn cái mồi này. Đấy, nó sẽ ăn cái mồi này và nó sẽ, đặc biệt là nó sẽ, khi mà nó ăn cái mồi này rồi thì nó sẽ công về tổ nhá. Công về tổ là nó sẽ cả đàn nó chết và nó cả đàn nó sẽ bỏ đi luôn nhá. Cả đàn một là chết, hai là bỏ đi, cho nên rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là lọ thuốc kiến nhá. Lọ thuốc kiến em bán 10.000 một lọ và bán từ 2 lọ trở lên nhá. Đấy, lọ thuốc kiến 10k một lọ và em bán là từ 2 lọ trở lên. Đấy, chứ còn các bác mua một lọ thì ít quá không bán nhá. Đấy, 10.000 một lọ và bán từ 2 lọ trở lên. Con này thì đây, các bác cứ lắc đều lên cho em này, sau đó thì nhỏ 5-7 giọt và các cái đường đi của kiến hoặc là dán hay chu ẩn là nó sẽ lan truyền ra và chết cả đàn luôn nhá. Lan truyền ra chết cả đàn luôn, 10.000 một lọ. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn kim nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn kim. Con này thì bên shop bán giá sẽ là 65.000 và không có pin nhá. Về nhà các bác tự mua pin giúp cho em. Đó. Cái này thì không có pin đâu. Bên em bán 65.000. Đấy, và không pin. Về nhà các bác tự mua pin cho em và giá thì rất là tốt cho bác rồi, 65.000 cho một con đèn kim như này. Nó sử dụng cái pin con thỏ to đấy, hoặc là các bác dùng cái pin kèm đốc sạc kia cũng được. Nếu các bác tiết kiệm không muốn mua pin một lần thì mua luôn cái đốc sạc kia cho em là xong. Đó, lắp vào và bật lên này. Đấy, nó rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, khi nó tỏa ra thì con này nó sẽ có rất nhiều chế độ và nó sẽ đảo màu các kiểu, con là điều cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, rất nhiều chế độ nha và có đảo màu. Đấy, các bác này. Đấy. Tắt điện đi nhá, buổi tối thì nó rất là tuyệt vời luôn, lung linh huyền ảo nhá, và nó sẽ đảo màu các kiểu con là điều được luôn các bác này. Đấy, đảo màu các kiểu con là điều luôn. Đó. Bình thường thì em đang để nguyên kiện thì nó sẽ là như này. Sau này khi mà các bác dùng thì nó sẽ xòe ra một cái hình cầu rất là đẹp luôn. Đấy. Tùy theo trọng tâm mà nó sẽ xòe ra theo một cái hình cầu như này rất là đẹp này. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con đèn như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đấy, nó đảo màu rất là đẹp luôn nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có các cái giải màu này. Đấy, rất là đẹp như này. Và giá thì rất hợp lý nhá. Các bác có thể deco để trang trí ở phòng ngủ, phòng khách này. Đấy, rồi deco trang trí ở đâu cũng được. Đấy, nó sẽ đảo màu như này rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, và bình thường thì khi mà các bác về thì để một thời gian nó sẽ xòe ra nhá. Đây em đang để nguyên đai trong túi như này. Đấy, thì nó sẽ dồn vào. Đấy. Đây các bác nhìn lên cho em là đèn kim. Giá sẽ là 65.000 nhá, 65.000 và không có pin nhá, không có pin. Đó, 65.000 thì không có pin. Về nhà các bác có thể mua kèm với cái đốc sạc kia bên em đang bán là ok. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bật lửa các bác nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo nhá, bật lửa Zippo. Nó sẽ có cho các bác là hai màu đây. Đấy, có màu vàng và màu bạc như này. Đấy, về nhà thì con này thì nó sẽ có sẵn các bác lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo nó sẽ có cho các bác là hai màu vàng và màu bạc như này. Đấy, con này là màu bạc này. Đấy, con này là màu vàng này. Đấy, màu bạc màu vàng rất là đẹp cho bác luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat nhá, hình con rồng có đính viên ngọc rất là đẹp này. Đó, đính viên ngọc rất là đẹp luôn. Thì sẽ có hai cho các bác là hai màu như này. Và dòng này của nó sẽ có sẵn ga này các bác này. Đấy, có sẵn ga này. Về nhà các bác cứ bật này cho em là xong. Hết ga thì mình bơm ga vào cho em nhá. Hết ga mình bơm ga vào cho em. Đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. 90k cho một con bật lửa Zippo như này. Lên cho em là bật lửa Zippo, giá của nó sẽ là 90.000 cho một con nhá. 90.000 cho một con. Lên cho em là bật lửa Zippo này. Đó. Bật lửa Zippo giá sẽ là 90k. Đó. Bật lửa Zippo này. Zippo giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một con bật lửa Zippo coi nhá. Đó. Bật lửa Zippo giá sẽ là 90k. Đó, đây. Lên cho em là bật lửa này, bật lửa Zippo nhá. Zippo giá sẽ là 90k nhá, 90k cho con bật lửa Zippo. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con đó là bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca. Chiều dài của nó vào khoảng là 20 cm. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy khóa này, các bác gạt cái lẫy khóa ra này. Đấy. Để bắt đầu bấm này. Đấy. Sau đó thì các bác sẽ có điều khiển to nhỏ này, to nhỏ ga ở đây này. Đấy, rất là ngon cho các bác luôn. Đó. Đây. Có tự đánh lửa tự động nhá, các bác chỉ cần bơm ga vào đít này cho em. Bơm ga vào cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là bật lửa đại ca, giá sẽ là 180.000. Đó. Bật lửa đại ca. Đó. Bật lửa đại ca này, đại ca giá sẽ là 180.000 nhá.
180 cành đó. Bật lửa đại ca giá sẽ là 180.000. Lên cho em là bật lửa đại ca giá sẽ là 180.000 nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Đèn bão, con này thì dùng rất là ngon. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu nhanh thôi. Nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, và khi mà mình rút lên thì nó sẽ có ánh sáng nhá. Rút lên nó sẽ có ánh sáng như này. Thả xuống thì nó sẽ tắt này, rút lên nó sẽ sáng này, rất là tiện nhá. Và có pin năng lượng mặt trời này, có pin năng lượng mặt trời đây. Đấy các bác này, đấy nó đang sáng này. Đấy, đang sáng thôi cho. Xoay ra cái hướng đủ ánh nắng là nó sẽ sáng này. Đấy, thế. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái quạt như này nhá, một cái quạt như này. Rất là tiện này, để các bác bấm vào đây. Quạt sẽ chạy này. Gió rất là mạnh ù luôn nhá. Ù gió rất mạnh luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, con này thì rất là tiện dụng cho bác sử dụng và nó cắm sạc trực tiếp luôn. Các bác cắm sạc trực tiếp điện 220 không phải củ gì cả. Có dây sạc rồi. Về nhà các bác cứ thế là cắm sạc vào cho em thôi. Lên mã giúp cho em là đèn bão nhá. Giá thì chỉ có 150.000 cho con 100.000 cho con đèn bão này thôi. Mưa gió bão bùng mất điện mất tiếc hoặc là lúc cần các bác lôi ra mình sử dụng rất là tiện, mất điện nhà có trẻ em dùng rất là ok. Quạt này nếu các bác sạc đầy nó phải chạy được khoảng từ 3 đến 5 tiếng nhá. Lên cho em là đèn bão này. Đèn bão giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn bão như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô bóng đèn nhá. Bóng đèn thì nó sẽ có là đèn 5 cánh và đèn 8 cánh nhá. Đấy. Con đèn 5 cánh này thì sẽ là 120.000, 120.000 nhá. Đấy. Đây con này nó sẽ là mẫu 5 cánh này. 5 cánh 100W. Đây, con này một công suất của nó là 100W siêu sáng luôn. 5 cánh 100W. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá, đèn 5 cánh này, có lên cho em là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 120k. 120k cho con đèn 5 cánh như này. Công suất là 100W đây các bác này. Đấy, em đang sử dụng đây. Rất sáng luôn các bác nhá, sáng trưng luôn đây các bác này. Đấy, sáng lắm. Đấy, một con đèn 5 cánh các bác nhá. Đây con này là 5 cánh này, rất sáng luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho bác một cái mẫu khác đó là cái mẫu 8 cánh nhá. Đây. Con này thì nó sẽ là dòng 8 cánh này. Đấy, nó sẽ là 8 cánh như này và các bác có thể gấp gọn vào cũng được và dở ra như này rất là tiện ích này. Con này là sẽ là 8 cánh cho các bác luôn. Và cái giá thì cũng chỉ có cho các bác là 190.000 nhá. Lên cho em là đèn 8 cánh này. Đấy, đèn 8 cánh. Giá sẽ là 190k nhá. 190k cho một con đèn 8 cánh như này. Đấy, con này thì cũng rất là tiện dụng cho các bác có thể mình sử dụng khi mà mình có công việc này hoặc là gia đình mình cần thì sử dụng các cái công việc gì thì mình sử dụng cho em. Nó rất là tiện. Không dùng nữa thì mình lại gấp gọn vào cho em nhá. Gấp gọn vào. Mình có thể cất đi hoặc là mình để trực tiếp. Đấy, rất là tiện. 8 cánh này thì công suất là 200W và giá sẽ là 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy xay khô nhá. Có lên cho em là máy xay khô. Con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy, cái phần đựng này của nó là 700ml các bác nhá. 700ml như này. Đấy, và cái công tắc này của nó thì nó nằm ở cái quai này luôn. Các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, thân của nó bằng inox nhá. Hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô 120.000. Máy xay khô này. Máy xay khô 120k. Các bác có thể dùng để mình xay các cái loại được hết luôn nhá. Các loại đều được hết luôn. 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy. 120.000 các bác có thể dùng để xay các loại hạt ngũ cốc ngũ kiếc rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con máy xay khô như này. Đây con này. Con này thì nó sẽ là hàng 250W điện 220V. Xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều đều được hết nhá. Rất là ngon luôn. Giá chỉ có cho các bác là 120.000 cho con máy xay khô như này thôi. Đấy, rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước con này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi. Nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này. 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 cho con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là
nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này, và màu của nó sẽ là màu đen nhá, màu của nó là màu đen đây. Đấy, đây các bạn này, 900W 1.8 sử dụng điện 220V, màu là màu đen nhá, rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này, một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8L nhá, 1.8L. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên theo là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho các bác luôn, màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc-cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc-cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8L nhá, 1.8L này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc-cu nhá, nồi của Cúc-cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc-cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bác này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea vào đây. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc-cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc-cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc-cu. Lên cho em là nồi Cúc-cu nhá, nồi Cúc-cu này. Nồi Cúc-cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc-cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cúc-cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá, 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó, hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhé. Ném anh cái bút đây. Đấy, dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhé. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhé. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên trên là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên trên là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái
có pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ion của nhá, pin li-ion như này. Đó, một quả pin như này các bạn này. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập vào đây nhá, sập đây cho em này. Đó. Phương. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đấy, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân này cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Đấy, mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bạn thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Hello các bác, nhân này thì
Bên shop về được một ít cái vòi chậu rửa đứng hàng nội địa của Nhật các bác nhá. Cái này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt này. Đấy, phần kết nối này của nó bằng đồng hết này. Có kèm cho các bác là dây cấp nguồn luôn, một dây nóng, một dây lạnh như này. Có kèm dây cấp nguồn các bác nhá. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó, hàng của nó thì sẽ là hàng mạ chrome nhá, mạ chrome. Cấp hai đường nước nóng lạnh, hàng cao cấp cho các bác luôn và rất là đẹp các bác này. Đấy, phần kết nối thì bằng đồng như này. Đó, và có dây cấp nguồn như này nhá. Đó, và nó sẽ chia ra làm hai đường nước nóng lạnh. Các bác về các bác kết nối cái dây nguồn nước vào cái ống này cho em. Đó là ok. Con này của nó thì nó sẽ là hàng mạ chrome cực kỳ đẹp luôn. Mạ chrome sáng bóng và đẹp nhá. Và giá thì con này bên shop đợt này sẽ về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn không nhá. Các bác lên cho em là vòi đứng nhá, vòi đứng. Con này thì vòi các bác lên cho em là vòi đứng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350. Đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn là 280.000 thôi nhá. 280.000, em còn mấy cái nữa bán thanh lý xả lỗ cho các bác luôn. Đó, 280.000 cho một con vòi đứng như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là vòi đứng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi đứng này. Đó, vòi đứng. Vòi đứng không nhá. Đấy, vòi đứng giá sẽ là 280k và bao ship tận nhà cho bác luôn, 280.000. Bao ship đến tận nhà nhá. Lên cho em là vòi đứng nhá. Vòi đứng giá sẽ là 280k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một vòi và một dây cấp nguồn như này nhá, một vòi một dây cấp nguồn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Qua lên theo là cam mô hình thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điều khiển này, một bộ ốc nối này, một cái chân để các bác bắt vào tường này và một cái thân cam như này nhá, một thân cam như này. Và con này của nó thì nó sẽ là sử dụng pin năng lượng mặt trời nhá, pin năng lượng mặt trời cho nên nó không cần dây dạ là ngoài. Đấy, và sẽ có 3 chế độ sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa và chế độ sáng yếu nhá. Đấy, đây các bạn này. Đấy, và nó sẽ có cảm biến các bạn, có người đi đến thì nó sẽ tự sáng và không có người đi đến thì nó sẽ tự tắt nhá. Và nó sẽ là sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên các bác dùng nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá, cam mô hình rất sáng luôn các bạn này. Dòng này của nó thì siêu sáng luôn các bạn này. Đấy, thì các bác có thể dùng để chiếu sáng ở các cái vị trí nào mà mình cần chiếu sáng và mình sử dụng là nó sẽ như một cái cam để khi mà có trộm đột nhập thì nó sẽ nhìn thấy cái cam này thì nó sẽ cảm giác như là nó sẽ bị theo dõi. Đây các bác này, rất sáng luôn nhá. Đấy, cảm biến ánh sáng các bác nhá, cảm biến tức là tối thì nó sẽ sáng các bạn, rất là tiện, nó sẽ có cảm biến nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là cam mô hình, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, lên cho em là cam mô hình này. Cam mô hình giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con cam mô hình như này các bác nhá. Đó, 100 cành. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt chống thấm nhá. Các bác lên cho em là xịt chống thấm này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này các bác này. Đấy. Con này của nó thì nó sẽ là dạng bình xịt nano nhá, nano. Đấy. Các cái phân tử cao su non các bạn khi xịt vào thì nó sẽ như này. Đấy, và nó sẽ phủ lên các cái bề mặt như này. Phủ lên các cái bề mặt mà bị nứt này, nứt thấm rột như này sẽ phủ lên các bề mặt nhá. Và nó sẽ có các cái phân tử nano phủ lên các bề mặt như này. Đây các bạn này. Đấy. Phủ các bề mặt như này thì khi mà nó phủ lên ấy thì nó sẽ giúp cho các bác là chống thấm rột rất là tốt luôn. Đấy, thì đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem sản phẩm nhé. Máy ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đấy, nó sẽ là một cái lớp cao su non như này nha các bác nhá. Đấy, và nó sẽ phủ lên các cái bề mặt rất là tốt luôn. Thì nó che cho các cái phần vết nứt, vết hở các bác nhá. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em là xịt chống thấm nhá. Có lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50.000. 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
dây phơi quần áo nhá, dây phơi quần áo. Đợt này thì hàng về giá chỉ có cho các bác là 15k cho một cái dây phơi như này thôi. Lên theo là dây phơi quần áo, giá sẽ là 15k cho một chiếc nhá, 15k một chiếc như này. Dây dài thì nó sẽ là 5m nhá, 5m. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi cước nhá, sợi cước. Và có cái độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhá, có độ đàn hồi rất là tốt. Và ngoài ra của nó thì nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn như này. Thì khi mà các bác treo phơi quần áo thì mình chỉ quặc vào các cái ngăn như này cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Và dòng này của nó thì nó sẽ là dây cước chịu nắng mưa tốt và nó rất là dài nhá, rất là dài, chịu được sức nặng và dùng thì rất là ok. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 15.000 thôi. 15k cho một cái dây phơi như này nhá. Có lên cho em là dây phơi nhá. Đấy, dây phơi quần áo, giá sẽ là 15.000, 15.000 cho cái dây phơi quần áo như này. Đây các bác này, đấy các bác có thể dùng để mình phơi quần áo, phơi chăn, phơi chiếu này. Đấy, nó sẽ chống gió bay các thứ rất là tốt luôn. Các bác cứ quặc quần áo vào các cái nách này cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, không sợ bị bay, không sợ bị rơi nhá. Đấy, gió bão mưa lắc thoải mái luôn các bạn, rất là tiện. Dùng xong thì mình cất đi cho em. Đấy, hoặc là các bác để cũng được, không sao cả. Đó, quặc vào như này rất là tiện. Lên cho em là dây phơi quần áo nhá. Giá của nó sẽ là 15.000 một quận nhá, 15.000 một quận dây phơi quần áo. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hồ lô tưới cây các bác nhá. Các bác lên cho em là hồ lô tưới cây. Đó. Hàng về số lượng và giá rất là tốt cho các bác luôn. Thì bên shop về có hai mẫu, đó là hàng của Nhật và hàng của liên doanh Việt Hàn nhá. Hàng của Nhật thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000, 120k cho một con hồ lô tưới cây như này nhá. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái bình tưới cây này là 2 lít này. Đấy, lên cho em là hồ lô tưới cây nhá. 2 lít nhá. Chất liệu của nó thì bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ dày dẫn chắc chắn này. Có một đầu hút này. Đấy, và một tét, một tét xi lanh bơm này. Đấy. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe luôn nhá. Khỏe đẫy hơi và khi các bác bơm thì cảm giác nó rất là nhẹ này. Đấy, khi bơm nó rất là nhẹ như này các bác này. Bơm rất là thích, nó nhẹ hơi đó. Cái xi lanh của nó rất là nhẹ này. Đấy, có van xả hơi này. Van xả hơi này, có đầu điều chỉnh để các bác phun tia này. Đấy, và sẽ có cho các bác là lẫy khóa này. Lẫy khóa nhá, có lẫy khóa như này. Hàng thì đã test hết trước khi gửi cho khách nên các bác yên tâm. Lên cho em là hồ lô tưới cây của Nhật nhá. Hồ lô tưới cây của Nhật thì sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Hàn thì nó cũng y như nhau thôi, nó cũng không khác nhau cái gì cả đâu nhá. Không khác nhau gì cả. Con hàng này sẽ là hàng liên doanh Việt Hàn. Liên doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhá. Đấy, công nghệ của Hàn Quốc này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 90.000 thôi. Lên cho em là hồ lô tưới cây Việt Hàn, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một con hồ lô tưới cây Việt Hàn như này. Đó, còn con của Nhật này thì sẽ là 120.000. Nói chung là về tất cả kích thước, chất liệu và kiểu dáng thì nó không có khác gì nhau cả. Chỉ có một hàng là sản xuất ở Nhật và một hàng thì nó sẽ là sản xuất ở Việt Nam thôi, sản xuất ở Việt Nam thôi. Đó, đây các bác này, cũng không hề khác nhau gì cả các bác nhá. Đó, nó cũng như nhau thôi. Và giá thì rất hợp lý nhá. Con hàng Việt Nam thì giá sẽ là 90.000. Còn con hàng của Nhật này thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Thì con này dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của nó là 1 lít. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110k nhá. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Màu của nó sẽ là một cái màu đen rất là đẹp như này các bác này, một cái màu đen rất là đẹp như này. Đó, một cái màu đen rất là đẹp các bác nhá. Đó, đây. Rất là đẹp như này. Thì khi các bác xoáy ra thì ở bên trong nó sẽ có cho các bác là một cái lưới lọc nhá, một cái lưới lọc như này. Thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc rồi pha các cái loại hạt thiếc cũng đều ok hết nhá. Các bác chỉ cần bỏ vào này cho em, sau đó thì mình pha chế thôi. Rất là tiện dụng nhá. Sau đó thì mình cho trà ra cà phê vào đây. Inox 316 các này. Đấy, bền đẹp chắc chắn. Sau đó các bác xoáy lại cho em này. Xoáy lại này. Đó, xoáy lại các bác nhá. Đấy, các bác xoáy lại như này. Thì cái lẫy này của nó khi mà các bác xoáy thì khi mình rót thì mình phải nhấp cái lẫy này cho em nhá. Nhấp cái lẫy này cho em. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Bên dưới thì có lót cao su chống trơn trượt này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Các bác có thể dùng để mình pha trà, pha cà phê và pha các cái dòng nước để mình sử dụng rất là ok thôi. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà giá sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái
miếng dán ngải cứu coi nhá. Các bác lên cho em là miếng dán ngải cứu. Con này thì chuyên chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng nhá, đặc biệt là đau mỏi vai gáy nhá. Đấy. Thì dòng này của nó sẽ là dòng siêu nóng luôn các bác nhá, rất là nóng. Về nhà các bác bóc qua cho em này, sau đó thì một gói này của nó sẽ là 12 miếng nhá. Các bác lấy một miếng bất kỳ này, mình bóc ra sau đó thì mình dán lên các cái bề mặt, ví dụ như là cổ, vai, gáy và các cái vị trí nào các bác đau mỏi nhất thì mình dán lên cho em nhá. Đấy. Các bác dán trực tiếp lên các cái phần mình đau mỏi này, ví dụ như cổ, vai, gáy này. Đấy, dán lên như này cho em. Đó. Cái này của nó thì nó sẽ là giúp cho các bác là giảm đau nhanh nhá, giảm đau nhanh. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng ngải cứu nhá. Đấy, bằng ngải cứu thì cây ngải cứu các bác biết rồi. Ngải cứu là một trong những cái loại thuốc tự nhiên rất là tốt cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là miếng dán ngải cứu, giá thì đợt này hàng về cho bác giá chỉ còn 25k thôi. 25k nhá. Đó, 25k cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. 25k một hộp này có bao gồm các bác là 12 miếng nhá. 12 miếng. Đấy, và giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một hộp 12 miếng như này. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là một số các cái loại thuốc nam của Nhật nhá. Thuốc nam của Nhật đây thì bên shop bán rất là nhiều rồi và hàng rất là chất lượng. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi. Một lọ này thì giá của nó sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này nhá. Dòng này dùng thì cực kỳ là hiệu quả luôn, rất là hiệu quả quá này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Bác nào bị viêm mũi, xoang mũi, đau mũi, dị ứng, kích ứng mũi rồi bị viêm mũi do thời tiết nhá, các bác xịt cái này cho em rất là tốt luôn. Đấy. Thì đây, các bác nó sẽ là xịt dạng xương này các bác này. Đấy, nó sẽ là xịt dạng xương như này. Các bác cứ xịt này cho em là xong. Đó. Và một lọ này thì dùng được khá là lâu luôn. Tại vì nó xịt dạng xương mù cho nên là nó mất rất là ít nhá. Và các bác dùng để mình xịt xoang mũi thì rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi. Giá của nó sẽ là xịt xoang mũi này. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k trên một lọ nhá. 45.000 trên một lọ xịt xoang mũi như này. Đấy, 45.000 trên một lọ các bác nhá. Lên cho em là xịt xoang mũi này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau dạ dày nhá, thuốc đau dạ dày. Thì cái loại này của nó thì các bác sẽ uống cho em là ngày 1 đến 2 viên và uống sau bữa ăn nhá. Uống cho em là trong vòng 7 ngày thì các bác lại dừng khoảng 3 ngày mình lại uống tiếp. Mỗi lần uống cho em 1 đến 2 viên tùy theo tình trạng của bệnh nhá. Đấy, bác nào mà bị nặng thì mình sẽ uống 2 viên, còn bị vừa vừa thì các bác có thể uống 1 viên. Đấy. Thì mỗi ngày các bác uống cho em là 1 đến 2 viên và ngày uống 2 lần. Ngày uống 2 lần sau khi ăn nhá. Ăn xong khoảng 30 phút thì các bác uống cho em. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu OTC. Đấy, thuốc đau dạ dày 1234 này. Đấy, trị cực kỳ là chuẩn luôn. Lên cho em là thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy, thuốc đau dạ dày này. Đấy, thuốc đau dạ dày. Giá của nó sẽ là 90k trên một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 vỉ, mỗi vỉ là 10 viên nhá. Đấy, mỗi vỉ 10 viên. Đấy, 2 4 5 vỉ, mỗi vỉ 10 viên các bạn. Thì các bác cứ dùng cho em là một liệu trình liên tục khoảng từ 3 đến 5 hộp là sẽ đỡ đi rất nhiều nhá. Đấy, hàng rất cao cấp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu OTC các bạn này. Đấy. Và giá sẽ là 90.000 cho một cái hộp thuốc đau dạ dày như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị các bác lên cho em là thuốc trị lăng ben hắc lào nhá. Lăng ben hắc lào, nấm ngứa ngoài da là các bác dùng cái này là khỏi hết cho em nhá. Đấy. Nó sẽ là thuộc dạng kem trắng như này, bôi vào thì rất là mát và dễ chịu luôn. Và bác nào bị lăng ben hắc lào này rồi nấm ngứa là bôi cái này cho em là khỏi hết luôn các bác nhá. Đấy, bác nào lăng ben hắc lào nấm ngứa thì cứ bôi hết vào đây cho em. Đó, cũng là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì bôi vào nó rất là mát và dễ chịu nhá. Bác nào bị lăng ben hắc lào, bị nấm ngứa này thì các bác bôi cái này cho em rất là tiện luôn. Một tip này của nó thì nó sẽ là 25.000 thôi. 25.000 cho một tip như này. Cái này em bán rất là nhiều rồi, các bác lấy một phát 10-20 tip luôn và dùng nó rất là hiệu quả nhá. Các bác lên cho em là lăng ben hắc lào nấm ngứa, giá sẽ là 25k nhá. 25k lăng ben này. Đấy, lăng ben này, hắc lào này. Đó, hắc lào nấm ngứa nhá, nấm ngứa đều khỏi hết nhá. Giá của nó sẽ là 25k. Nãy cho em là lăng ben hắc lào nấm ngứa, giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ly nhiệt các bác nhá. Các bác lên cho em là ly giữ nhiệt này. Đấy. Ly giữ nhiệt con này thì các bác có thể vừa dùng để làm cốc uống nước trực tiếp hoặc là dùng để làm ly, làm bình mang đi cũng được, tại vì nó sẽ có cho các bác là một cái nắp có gioăng như này, một cái nắp có gioăng như này nhá. Và ưu điểm của nó là kèm thêm cho các bác là một cái ống hút bằng inox như này. Đấy, rất là sạch sẽ các bác này.
thì mình có thể dùng mình mang đi học, đi chơi, đi làm, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp ở nhà. Dùng ở nhà thì dùng như một cái ly bình thường, các bác dùng để uống rượu, uống bia thì bỏ thêm cái nắp này ra. Bỏ cái nắp này ra mình dùng như một cái ly bình thường. Đấy, em dùng ở nhà thì em cứ dùng như một cái ly bình thường này thôi. Rất là sạch đẹp và vệ sinh nhá. Đấy, và có nắp đậy này các bác, có nắp đậy này. Kèm thêm cho các bác là một cái ống hút nữa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ luôn. Chỉ có 70.000 cho một con ly nhiệt như này thôi các bác nhá. Đấy, 70.000 thôi. Các bác lên cho em là các bác lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Ly giữ nhiệt giá sẽ là 70.000. Đấy. Ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái con ly giữ nhiệt như này. Dung tích của nó sẽ là 600ml các bác nhá. 600ml. Đấy, 600ml luôn, rất là to. Và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc này, Korea Hàn Quốc. Và giá thì đang phân phối tới các bác giá chỉ có 35.000 thôi. 35.000 cho một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là sợi thủy tinh nhá. Đấy, sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn, sử dụng trong thực phẩm nhá, đầu có đánh nhám chống dính nhá, chất liệu bằng sợi thủy tinh. Và giá thì rất hạt rẻ, chỉ có 35.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng dần trong gia đình, hoặc là có cỗ bàn, hoặc là các bác dùng nhà hàng. Đấy, dùng nhà hàng thì cũng rất là tiện và đẹp sạch sẽ nhá. Dùng nhà hàng cũng rất là ok. Lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đũa mạ vàng Hàn Quốc này. Hàn Quốc giá sẽ là 35k. 35.000 trên một vỉ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa bộ nhá. Đây, áo mưa bộ mặc đúng như trên hình như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải và phủ ni lông cho nên là rất là bền. Đây, áo mưa bộ hai lớp này, chống mưa và chống lạnh này. Hàng VIP 1 luôn, hàng có thương hiệu Tú Phong nhá. Đấy, đạt chuẩn thương hiệu quốc gia luôn. Đấy, và nó sẽ là hàng như này các bác này, rất chất lượng cho các bác luôn. Mặc vào thì rất là đẹp các bạn, mặc vào đẹp, ôm form, ôm dáng này. Đấy, cúc kiếc các thứ máy rất là kỹ luôn, khóa kiếc trần này, có mũ đội nhá. Và giá thì sẽ là 195.000. 195.000 cho bộ quần áo mưa như này. Hàng nguyên cái khâu đóng gói của nó đã khẳng định được thương hiệu rồi nhá. Đấy, mặc vào nó sẽ như này nhá, có mũ đội cho các bác luôn. Lên cho em đó là bộ quần áo mưa giá sẽ là 195k nhá. Đấy. 195.000 này. Đấy. 195k cho một cái bộ quần áo mưa như này nhá. 195.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đó là áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng. Con áo mưa choàng này thì giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000. Khi các bác mặc vào thì nó sẽ là như trên hình như này các bác này. Như trên hình như này. Đó. Chất liệu của nó thì cũng là bằng vải và phủ ni lông cho nên rất là bền đẹp và chắc chắn. Hàng thì được sản xuất bởi công ty áo mưa Thành Nam. Con này nếu các bác mua lẻ ngoài cửa hàng thì nó sẽ bán cho các bác là 150-200 nhá. Nhưng mà bên shop thì nhập trực tiếp từ nhà sản xuất cho nên là giá chỉ có 100k thôi. 100.000 cho bộ quần áo mưa choàng như này. Hàng này của bên em nó là hàng loại to nhá. Các bác có thể choàng và phủ lên xe máy như này được luôn này. Phủ lên xe máy như này được luôn, có phủ kính luôn. Giá sẽ là 100.000. Giá của nó sẽ là 100.000 cho bộ quần áo mưa như này nhá. Mặc vào nó sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, khi các bác mặc vào nó sẽ như trên hình như này. Rất là đẹp luôn và có cả màu trắng để cho các bác dọi được đèn và có cả phủ gương luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chổi hình chữ nhật nhá. Các bác lên cho em là chổi chữ nhật. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi và nó rất là hợp lý các bác, rất là hợp lý, nhỏ gọn và lại được kèm thêm cho các bác là một miếng mút như này. Đấy. Thì sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em nhá. Đó. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái phần cán như này, các bác đẩy lên cho em này. Đẩy cái phần cán này lên cho em. Đó, đây. Các bác đẩy cái phần cán này lên này. Đấy, sau đó thì mình đẩy vào đây cho em. Đó. Đây, khi lắp đặt thì các bác đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ có một cái lẫy. Có một cái lẫy như này. Các bác kéo cho nó xoay cho nó qua cái lẫy này cho em này. Đấy, xoay qua cái lẫy này. Đấy, đây nó sẽ có một cái lẫy như này, các bác xoay qua cho em nhá. Đấy, xoay qua cái lẫy này, sau đó thì các bác đẩy cái này vào này. Đấy, đây. Đây, khi các bác vắt thì nó sẽ như này các bác này. Đấy. Và xoáy cho em cái tay này vào này, xoáy cái tay này vào. Xoáy cái này vào đây. Đấy, các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào đây, sau đó xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái này vào. Đó. Thì khi các bác vắt thì nó sẽ kéo như này các bác này, kéo như này nó vắt này. Đấy. Và các bác xoáy cái tay này vào cho em này. Đây thì nó sẽ chia ra làm 3 đoạn nhá, chia ra làm 3 đoạn như này để cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác khi các bác vắt thì nó sẽ đảo như này. Các bác xoay cái này đi cho em này. Đấy.
Đây, cái lẫy này nó sẽ xoay được nhá. Xoay thoải mái cho bác luôn, xoay 360 độ được luôn nhá. Đấy, xoay thoải mái cho bác luôn. Thì khi các bác vắt thì mình chỉ cần đảo chiều đi như này thôi. Đó, đảo chiều đi như này thì em là xong. Đó là đưa vào là mình sẽ kéo để vắt nhá. Thì cái này mình sẽ xỏ cái này, cái đai này vào đây. Đấy các bác, dán cái này vào đây cho em. Cái này nó sẽ có cho các bác là ba cái mắc như này, ba cái mắc này mình xỏ vào đây cho em này. Xỏ vào đây cho em nhá. Đó. Các bác xỏ ba cái mắc này vào đây, sau đó thì kéo cái miếng dán căng như này cho em. Đây, kéo cái miếng dán này căng ra này. Đấy. Sau đó thì khi mà các bác vắt nhá thì các bác kéo này cho em này, nó sẽ tự vắt này. Đấy, tự vắt tự giặt cho các bác luôn nhá. Tự vắt tự giặt như này nhá. Tự vắt tự giặt như này. Đấy. Sau khi các bác lau thì lại lật lên để mình lau bình thường nhá. Lau bình thường cho em. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái lẫy như này nhá. Một cái lẫy như này thì nó rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, xoay đi xoay lại rất là ok và giá rất hợp lý cho bác thôi. Lên cho em là chổi chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80k cho một cái chổi hình chữ nhật như này. Giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là chổi hình chữ nhật, giá sẽ là 80.000. Đó. Tiếp theo thì tôi chốt về cho bác cái đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, ở đây thì nó rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là mình mở ra này, sau đó thì các bác cái này để các bác cắm sạc này, dây cắm sạc này, các bác đậy cho em cái đầu đèn này lại này, bật cái công tắc này lên. Có công tắc này bật lên nhá. Đập nhẹ này nó sẽ lên này. Đập nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Và có điều chỉnh chiết áp nhá. Đấy, điều chỉnh chiết áp sáng tối ở đây. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 60.000. Các bác có thể lên để ban thần tài, bàn thờ hoặc là trang trí để co hoặc là sử dụng trong ngày lễ ngày Tết hoặc là nhà có công có việc dỗ chạp. Có thể điều chỉnh chiết áp, tăng giảm lượng sáng tối. Và ưu điểm của con này là dùng bằng pin sạc, có kèm các sạc về nhà cắm vào cái củ sạc này cho em. Khi sử dụng thì các bác thứ nhất bật công tắc lên này, bật công tắc lên, đèn báo lên, gõ chạm nhẹ nó sẽ lên. Đấy, và chạm nhẹ nó sẽ tắt, đơn giản vậy thôi. Giá thì chỉ có 60.000 thôi nhá. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn thần tài nhá. Giá của nó sẽ là 60k các bạn. 60k cho một con đèn thần tài như này. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu clear nhá. Dầu gội đầu clear thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu xanh và màu trắng nhá. Màu xanh và màu trắng này. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 450ml nhá. 450ml và giá sẽ là 80.000. 80k cho một lọ như này. 80k cho một lọ như này các bác nhá. Đó. Lên cho em là dầu gội đầu clear. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu trắng và màu xanh. Hàng thì được sản xuất ở Bangkok, Thái Lan các bác này. Đấy, đây. Bangkok, Thái Lan các bác nhá. Và giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80.000 cho một lọ dầu gội đầu như này. Rất tuyệt vời luôn. Ngoài cửa hàng này các bác mua một lọ dầu gội đầu mà hàng Thái Lan như này phải khoảng 100 mấy nhá. Nhưng mà giá bên shop gửi tới bác giá chỉ có 80k thôi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác các cái mã điện thoại các bác nhá. Các cái mã điện thoại. Đây các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái điện thoại dòng của Nokia 1 SIM nhá. Nokia 1 SIM. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000 cho cái em Nokia 1 SIM này các bác này. Đấy. Giá của nó sẽ là 150k, 150k các bác. Điện thoại sẽ bao gồm cho các bác là khi bác nhận được hàng thì sẽ là một điện thoại này, một sạc và một pin nhá. Đấy, một điện thoại, một cục sạc và một pin. Giá sẽ là 150.000, hàng của thương hiệu Nokia nhá, hàng thương hiệu Nokia. Đây, combo cho các bác như này, bao gồm là 3 món này, một điện thoại này, một cục pin này. Đấy, và một cục sạc này. Giá chỉ có 150.000 thôi các bác nhá, 150.000. Con này thì đàm thoại nghe là rõ này, rõ sắc nét này. Và pin của nó thì rất là trâu luôn. Pin nó rất là trâu các bác nhá. Đó, pin rất là trâu. Hàng thì cực kỳ chất lượng, hàng của thương hiệu Nokia các bác biết rồi. Đó, bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên. Đó, logo của Nokia đấy các bác nhá. Đấy. Điện thoại của Nokia nhá. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, bật nguồn lên nhá. Về nhà nếu có hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá, sạc pin vào cho em. Đó, Nokia. Con này thì giá sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là điện thoại 1 SIM nhá. Con này 1 SIM này sẽ là 150.000 này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điện thoại 1 SIM này. Các bác lên cho em là điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con điện thoại 1 SIM nhá. Đấy, lên cho em là điện thoại 1 SIM 150.000 này. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái con điện thoại 2 SIM này. Đấy, cũng 2 SIM dòng của Nokia nhá. Con này thì nó sẽ là 2 SIM. 2 SIM thì giá sẽ là 230.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một điện thoại này,
một pin này và một cục sạc nhé. Một điện thoại, một pin, một cục sạc như này. Đó, cũng bao gồm cho các bác là 3 món nhé, 3 món như này. Đấy, nhưng mà dòng này của nó thì nó sẽ là dòng điện thoại 2 SIM. Dòng điện thoại 2 SIM các bác nhá. Và con này thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một con điện thoại, cho một con điện thoại 2 SIM như này các bác nhá, 2 SIM. Đấy, bàn phím nổi, số to, rõ, màn hình sắc nét. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào cho em, sau đó thì mình bật nguồn lên. Nếu mà nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Con này nó đang bị hết pin rồi, về nhà các bác lắp và sạc lên bình thường. Dòng này thì bên em sẽ lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, cho nên là các bác cứ yên tâm thoải mái sử dụng. Đấy, trong vòng 10 ngày lỗi lầm thì bên em sẽ đổi nhá. Điện thoại 2 SIM nhá, lên cho là điện thoại 2 SIM. Giá sẽ là 230k nhá, 230.000. Hàng của Nokia quá này. Đấy. Đây, hàng của Nokia này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã điện thoại tiếp theo, đó là cái con điện thoại 4 SIM nhá. Đây. Con này thì 4 SIM 4 sóng online luôn các bác nhá. Đấy, 4 SIM 4 sóng online luôn. Đấy. Lưu ý quý khách này. Đấy, lắp SIM vào phải khởi động lại máy này, tắt nguồn bật lại thì máy mới nhận SIM nhá. Đấy, đây là cái lưu ý giúp cho em. Đấy. Khi các bác lắp SIM vào rồi ấy, thì các bác tắt nguồn đi, sau đó khởi động lại cho em nhá. Đó. Đây. Điện thoại 4 SIM luôn, hàng nguyên siêu, nguyên đai nguyên kiện như này. Đẹp, sáng bóng, đẹp cho các bác luôn nhá. Đó. Ở đây thì con này của nó sẽ có cho các bác là một con đèn pin luôn này. Một con đèn pin siêu sáng luôn các bác nhá. Con này nó là đèn pin luôn chứ không phải đèn flash đâu nhá. Nó là một cái đèn pin rất là sáng luôn các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Đó. Và các bác bật nguồn lên cho em này, bật nguồn lên nhá. Sau khi mà các bác lắp SIM vào rồi thì tắt nguồn đi, bật lại cho em nhá. Đấy. Tắt nguồn đi, bật lại cho em. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho một con điện thoại một SIM như 4 SIM như này. Và ở đây thì sẽ có cho các bác là một cái ốp nhá, một cái ốp và một cái cáp sạc như này các bác này. Đấy. Một ốp, một cáp sạc. Có lô thì có ốp, có lô thì không. Cái này thì em cũng giới thiệu sơ qua thôi. Đó. Và giá thì sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho cái con điện thoại 4 SIM như này nhá. 450k một em. Đó, 1234 SIM này, về nhà các bác lắp SIM vào cho em nhá. Đó, rất là rõ ràng luôn đây. Ở đế này thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái SIM như này các bác này. Đây, 4 cái khay SIM như này các bác này. Đó, các bác lắp SIM vào cho em, rất là ok luôn. Đó, rất ngon lành này. Đây. Đấy, và đây có 3 camera quả táo luôn nhá. Đấy, rất là đẹp các bác này. Bàn phím nhá, dòng này nó sẽ là dòng bàn phím các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM nhá. Giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cho một con điện thoại 4 SIM như này. Đấy, rất là ok cho các bác luôn nhá. Đó, rất ok cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là điện thoại 4 SIM nhá. Ok chưa? Về nhà thì lưu ý các bác là lắp SIM vào phải khởi động lại máy, tắt nguồn bật lại máy thì máy mới nhận SIM nhá. Đó. Hàng nguyên siêu, nguyên đai nguyên kiện như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy, rất ngon lành cành đào cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là điện thoại 4 SIM này, điện thoại 4 SIM. Giá sẽ là 450.000 nhá. 450k và bao ship tận nhà cho bác luôn, tha hồ thoải mái. Bác nào không thích dùng 4 SIM thì lắp 1 SIM cũng được, chứ không phải là nhất thiết là phải lắp 4 SIM đâu. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn bắt muỗi nhá. Mẫu này thì bên shop về nó là mẫu loại to. Đấy, có công tắc đóng ngắt nhá, có công tắc đóng ngắt. Đấy, khi các bác bật cắm điện lên thì nó sẽ có cho các bác là một cái ánh sáng xanh. Đấy, một cái ánh sáng xanh thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ giúp cho các bác là vừa làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi nhá. Thu hút muỗi. Cắm trực tiếp điện 220 đây và nó sẽ là ánh sáng xanh như này các bác này, ánh sáng xanh như này. Đấy, mà khi con muỗi nó chạm vào là nó sẽ bị chập điện nhá, nó cũng giống như cái vật muỗi thôi. Đấy, nó cũng giống như cái vật muỗi nhá. Đấy, con muỗi chạm vào nó sẽ bị chập này các bác này. Đấy, muỗi chạm vào nó sẽ bị chập này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, nó thành tách như này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, muỗi chạm vào nó sẽ bị chật như này các bác này. Và giá thì con này có công tắc đóng ngắt luôn nhá. Nó cũng có công tắc đóng ngắt các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Mẫu này là mẫu to nhá. Cái mẫu bé là 90.000 thì bên em hết hàng rồi. Mẫu này về nó sẽ là mẫu loại to. Lên thì em là đèn bắt muỗi đen to nhá. Đèn bắt muỗi đen to. Giá sẽ là 130.000. Đấy, đèn bắt muỗi đen to. Đấy. Đèn bắt muỗi này, đèn bắt muỗi màu đen nhá và loại to nhá, đèn bắt muỗi đen to 130k nhá. Đèn bắt muỗi đen to 130.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop cũng có cho các bác một cái dòng các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì giá sẽ là 45.000.
chức năng của nó thì vừa làm đèn ngủ vừa là đổi mũi luôn. Đấy, về nhà các bác cắm điện vào treo này, bật công tắc lên này. Đấy, và ban đêm nhá, phải ban đêm tối hẳn thì cái cảm biến đèn ngủ này nó mới lên. Còn chức năng đuổi muỗi thì nó sẽ là sử dụng cả ngày cả đêm đều ok hết nhá. Lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k. Đó. Đèn ngủ này. Đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000. Đó, lên đúng tên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá, giá sẽ là 45.000. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Đó, đây xem là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhá, gen co nhiệt. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Một bộ sản phẩm này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu. Đấy, 328 đầu luôn, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. 328 đầu này, to nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác luôn nhá. Đó, thì về nhà các bác chỉ cần là đút vào dây này, sau đó thì các bác dùng bật lửa các bác hơ đi cho em là nó sẽ siết chặt vào cho các bác luôn. Đấy, thì rất là tiện dụng mà nó rất là an toàn. Đó, lên cho em là gen co nhiệt, giá sẽ là $50.000 nhá. Đấy. Gen co nhiệt này. Gen co nhiệt nhá. Gen co nhiệt, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con gen co nhiệt như này các bác này. Đấy. Rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái con dao chặt của Đức nhá. Qua lên thì em là dao chặt Đức. Con này thì nó sẽ là một cái dòng dao chặt, cân nặng của nó thì khoảng 4 đến 5 lạng nhá, 4 5 lạng. Chặt thì rất là đầm tay, nhỏ gọn xinh, chiều dài của nó vào khoảng là đi gần 30 cm nhá, khoảng 30 cm gì đấy. Phần lưỡi thì vào khoảng gần 20 cm. Đấy, nói chung là con này thì để chặt thì cực kỳ là đầm tay và ngon lành rồi. Để em sẽ test thử dọc giấy cho bác xem nhá. Nếu mà dọc giấy ngon nữa là ok nhá. Thì hàng dao rất là bén quá này. Úi trời ơi. Đấy bác thấy không? Dao chặt mà còn dọc được giấy như này là các bác biết rồi nhá. Và dao này thì cái mình của nó rất là dày nhá. Mình của nó rất là dày đấy chứ không phải là mỏng đâu, nhưng mà nó vẫn dọc được giấy này các bác này. Mình của nó thì nó dày vào khoảng là trên 1 ly nhá, trên 1 ly. Hàng liền thân như này nhá, và có cho các bác là liền thân và có đánh nhám chống trơn trượt nhá. Cầm chặt cực kỳ là đầm tay luôn. Lên thì em là dao chặt Đức nhá, hàng made in Germany này. Đấy, made in Germany. Chặt Đức này bao nhiêu đây nhỉ? Lên cho em là dao chặt Đức nhá. Giá thì chỉ có 150.000 cho một con dao chặt như này thôi. Con này thì các bác nên mua nhá, hàng thanh lý trong các hệ thống siêu thị chưa qua sử dụng còn mới 100% luôn. Đấy, lên mã giúp em là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000. Đó. Dao chặt Đức này. Đó. Dao chặt Đức nhá. Đấy. Dao chặt Đức giá sẽ là 150k nhá, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Các bác lên cho em là bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120.000 thôi. 120.000 mà các bác được tới 5 cái đĩa như này các bác này, 5 cái đĩa như này. Đấy. Cái này lấy cả cái màu vàng đi. Bộ 5 đĩa tròn này rất là đẹp không nhá. Đấy. Và giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Hàng của thương hiệu Winling của Đức nhé, hàng thương hiệu Winling của Đức, nó sẽ là 5 cái đĩa như này. Kích thước của nó thì từ 24 đến khoảng 16 gì đấy nhá, 24 đến khoảng 16 gì đấy. Đấy, bộ này của nó sẽ bao gồm là 5 đĩa, kích thước của nó là 24 đến 16 nhá, 24 đến 16. Lên theo là bộ 5 đĩa tròn nhá, 5 đĩa tròn này. Bộ 5 đĩa tròn giá thì chỉ có 120k thôi, 120.000 cho 5 cái đĩa như này, quá rẻ mạt luôn các bạn. Đấy, rất là đẹp, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm này, thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín này, rất là ok luôn. Hàng của Đức nhá, thương hiệu Winling hay người của Đức đây. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý bạn và các vị cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 120.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con chảo ốp la nhá. Con này thì nó sẽ có cán rời và bên em sẽ gửi kèm cả ốc luôn. Về nhà các bác lắp vào như này cho em. Sau đó thì xoáy ốc vào này, xoáy ốc vào. Nó sẽ là dòng tráng đá này, hàng chảo tráng đá chống dính.
Con này thì các bác chuyên dùng để mình, thứ nhất là làm bánh này, làm bánh, thứ hai là mình có thể mình tráng trứng ốp la các kiểu, con này đều được luôn. Đấy, và cái giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là chảo ốp la nhá. Đây, quai của nó thì bằng nhựa đúc như này, rất là tiện sạch sẽ này, về nhà các bác lắp ốc của cho em. Đó, chống nóng cực kỳ là tốt luôn. Và chảo thì đường kính của nó vào khoảng là trên 20 cm nhá. Đấy, và có sẽ có 4 cái phần như này, 2 phần trái tim, 2 phần tròn, các bác tráng được một lần 4 quả trứng hoặc làm được 4 cái bánh luôn. Lên cho em là chảo ốp la, giá chỉ có 80.000 thôi nhá. 80k cho một con chảo ốp la như này nhá. Lên cho em là chảo ốp la, giá sẽ là 80.000 các bác này. Sản phẩm tiếp theo đó là này chút. Tiếp tục về cho các bác một dòng sản phẩm, đó là cái lau bàn bếp nhá. Quay lên cho em là lau bàn bếp, chổi lau bàn bếp này. Thì con này rất là tiện và giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một cái chổi lau bàn bếp như này các bác này. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Về nhà thì các bác bóc cái giấy này ra cho em này, bóc giấy này ra này. Sau đó thì mình sẽ lắp vào nhá. Cái này thì cơ chế của nó sẽ là cơ chế tự vắt luôn, cho nên nó rất là tiện này. Đây, các bác lắp cái này cho em này, đẩy cái này lên này. Đấy, sau đó thì các bác sập cái lẫy này vào đây cho em này. Ở đây nó sẽ có hai cái lẫy, mình đẩy như này là nó sẽ sập vào nhá. Đấy, các bác đẩy như này cho em. Đấy, các bác đẩy như này cho em này. Đấy, đẩy này là cái lẫy này sẽ sập vào này. Đấy, sập vào ok. Sau đó thì các bác dùng để mình lau này, lau kỳ cọ bàn bếp này, rồi kính này, rồi là các cái bề mặt khác đều được hết nhá. Khi vắt thì mình chỉ cần kéo này là nó sẽ tự vắt này. Đấy, kéo này nó sẽ tự vắt này. Đấy, và có xoay đảo chiều như này rất là tiện luôn. Lên cho em là chổi lau bàn bếp, giá thì chỉ có 40k thôi nhá, 40.000. Đấy, chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k trong con chổi lau bàn bếp như này, rất tiện dụng luôn. Và con này của nó thì nó sẽ thấm nước rất là tốt nhá, thấm nước rất là tốt luôn. Các bác lau mỡ, lau màng thoải mái luôn. Đấy, trên các cái bàn kính này các bác chỉ cần đẩy đi này cho em là xong, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40k. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips các bác nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips. Lưu ý các bác là cái dòng bếp này thì nó sẽ có tặng kèm một cái nồi, nhưng cái nồi của nó rất là mỏng nhá. Cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó bẹp các bác cũng phải lấy thôi. Đấy, nói chung là bẹp cũng phải lấy tại vì nó là hàng tặng. Cho nên là bên em không có bảo hành cái nồi này đâu. Đấy, không có bảo hành cũng không có đổi trả gì đâu các bác nhá. Đấy, tại vì cái nồi này nó sẽ là hàng tặng kèm thôi, cho nên là các bác thông cảm. Thì một con bếp từ như này giá sẽ là 470.000, bao ship đến tận nhà. Và bên em có tặng kèm một cái nồi nhá. Tặng kèm cái nồi như này, thì cái nồi này là hàng tặng cho nên là nó có bọc bẹp thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, nói thẳng các bác luôn là nồi bẹp kệ. Đấy, bên em chỉ có bán bếp thôi. Còn cái nồi này nó bẹp các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, thì nó sẽ là một con bếp từ như này. Vinh ơi, dòng điện cho anh Thị. Thôi không cần đâu. Đấy, thì con này nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Hàng của thương hiệu Philips và sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, hàng Philips và sản xuất ở Thái Lan con này. Đây. Đấy. Đây, made in Thái Lan con nhá. Made in Thái Lan. Hàng của thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Và ở đây thì nó sẽ là một con bếp như này và cầm cái ổ điện này đi nhá. Đấy, và đây thì em sẽ cắm điện thử cho các bác xem nhá. Lưu ý các bác là khi các bác cắm điện sử dụng ấy thì các bác bật nút nguồn cho em này. Sau đó thì mình sẽ nhấp tay vào cái phần mở khóa này, thì các bác đây lôi cái ổ trắng ra xong. Đấy, thì mới mở được các bác nhá. Đó, lưu ý các bác vậy để các bác biết lối mình sử dụng. Đây, bỏ cả cái con đây sẽ mạnh thế. Bỏ cả con máy xay khô này. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó. Cứ lôi đi. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác nhấn cái nút nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác nhấn cái nút tay này đấy, nhấn cái nút tay này thì các bác mới tăng số lên được nhá, tăng số lên được. Và lưu ý các bác là khi đun thì mình phải cho nồi vào nhá, cho nồi vào và cho nhiều nước vào. Đấy, chứ các bác không cho nồi, không cho nước là nó không bắt từ, là nó không nhảy đâu. Đấy, các bác bật nguồn này lên này, sau đó các bác nhấn cái nút tay này. Đấy, nhấn cái nút tay này các bác này. Đây, ở đây nó sẽ có nút bàn tay này, các bác nhấn cái nút bàn tay này cho em này. Sau đó thì các bác nhấn cộng trừ đây nhá. Và lưu ý các bác là con này thì bắt buộc là mình phải cho nồi lên nhá. Đây, tăng giảm các bác này. Đấy, tăng giảm ở đây nhá. Tăng giảm ở đây. Đó, và nhấn cái nút tay này thì nó mới mở khóa được nhá. Đấy, tắt đi này. Đấy, con này nó sẽ là hàng cảm ứng nhá, hàng cảm ứng, cho nên là các bác dùng thì mình chỉ nhấn cảm ứng như này thôi, chứ không phải là các bác cứ giữ đặt lì lên như này được này, sau đó nhấn nút tay này. Đấy, và chọn chế độ này, các chế độ đây nhá. Đấy, có các chế độ đây nữa. Đấy. Con này thì mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực các bạn, mặt kính cường lực như này. Đấy, bếp từ mặt kính cường lực. Đây, mặt kính cường lực dày 5 ly nhá, dày 5 ly. Đó, và bên trong của nó thì đây, cái phần bếp của nó 100% là bằng đồng hết này, bằng đồng đỏ au như này các bác này. Đấy, bằng đồng đỏ au như này. Con này các bác dùng để ăn lẩu ăn liếc rất là ok luôn.
size của nó thì một chiều của nó sẽ là 20, một chiều của nó sẽ là 28 và một chiều của nó là 25 nhá, một chiều 28 và một chiều 25. Đó. Đây chiều này khoảng 28 gì đấy các bác nhá. Đó. Đây, cái thông số của nó đây các bác này. Đây. Đấy, điện 220V nhá, một chiều là 339 nhá, một chiều 39, một chiều là 331 nhá, một chiều 39, gần 40 và một chiều là 31, dài là 39 và rộng là 31 nhá, điện 220V. Công suất của nó thì 2000W nhá, 2000W. Đun sôi cực kỳ là nhanh luôn. Các bác lên mã giúp cho em là bếp từ. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là bếp từ nhá. Giá của nó sẽ là 470k và bao sim tận nhà cho bác luôn. 470.000 bao sim tận nhà. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Còn lại là cái nồi này thì bên em là hàng tặng kèm, cho nên là hàng tặng kèm nhá, tặng kèm. Cho nên là cái này thì nó có bóp méo các thứ thì các bác cũng thông cảm thôi. Hàng tặng kèm nhá. Cho nên là cái này thì bên em không có tính tiền. Cho nên là nó có bóp méo các bác cũng hết sức thông cảm. Sản phẩm tiếp theo đó là hai bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Các bác lên trên là phích đun sôi. Con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. Phích đun sôi. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Và giá thì bên shop đang ưu ái gửi tới cho các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Chỉ có 180.000 cho một con phích đun sôi này thôi. Con này thì bên shop đã bán cả 1.000 con luôn nhá. 1.000 con luôn. Hàng thì sẽ là của thương hiệu Cúc Cu, sử dụng điện 220V. Đấy, 50Hz và 3 lít cả vỏ 1300W nhá, 1300W. Thì con này của nó sẽ theo cái cơ chế là tự sôi và tự ngắt nhá. Đấy thì ví dụ như là các bác muốn giữ sôi liên tục thì các bác cứ cắm trực tiếp điện 220 cho em này, cắm trực tiếp điện 220 này. Sau đó thì các bác để cái phích này lên này, để cái phích này lên, nó sẽ có đèn báo đỏ này các bác này. Đấy, và sôi nó sẽ tự ngắt. Đấy các bác cứ để này thôi. Và để này là bắt đầu nó đã sập lẫy rồi, sập lẫy là đèn đã lên rồi và sôi nó sẽ tự ngắt nhá, sôi nó sẽ tự ngắt. Thì các bác cứ để liên tục cũng được. Đây cái phần kết nối thì của nó đều bằng đồng hết này. Các bác có thể để liên tục hoặc nếu muốn an toàn chống cháy nổ thì khi nào các bác cần sôi thì các bác đặt vào. Còn khi nào đã sôi rồi các bác nên bỏ ra cho nó an toàn nhá. Đấy, khi nào cần sôi các bác lại đặt vào. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ các bác này. 3 lít cả vỏ đây. Bên trong của nó thì bằng inox 304 như này. Đấy, hàng của nó thì nó cũng là hàng giữ nóng giữ nhiệt cho các bác luôn. Đấy, nhưng mà giữ nhiệt của nó cũng là vừa phải thôi. Đấy thì giữ nhiệt khi mà các bác để liên tục trên trên máy so như này nhá. Còn khi mà các bác bỏ ra thì nó sẽ là giữ nhiệt tương đối thôi. Đó, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Lên cho em là phích đun sôi, cầm lên cái ấm hàn đây. Lên cho em là phích đun sôi nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là phích đun sôi này. Đấy. Phích đun sôi. Giá của nó sẽ là 180k. Và dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ. Đấy, bên em lên rất là rõ ràng luôn nhá. Phích đun sôi 180.000 một cái thôi. Và dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ. Thì đây, các bác lên cho em là phích đun sôi. Giá của nó sẽ là 3 lít cả vỏ như này. Rất là ngon lành cho bác luôn. Hàng về theo lô, có lô màu đỏ, có lô màu xanh, có lô màu sữa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ấm cũng hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Cũng có hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc đây. Màu của nó thì sẽ là màu đỏ rất là đẹp như này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là dung tích của nó là 2,5 lít, điện 220V, 1500W nhá. Đấy, điện 220V, 1500W. Và của nó thì bên trong bằng inox như này các bác này. Đấy, inox như này rất là đẹp cho các bác này. Đấy, hàng bằng inox này rất là đẹp luôn. Con này thì ưu điểm của nó là hàng chất lượng và giá tốt nhá. Và hàng to, hàng 2 lít rưỡi, hàng 2 lít rưỡi cho các bác luôn. 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá, hàng thương hiệu Cúc Cu, 2,5 lít. Đây. Và giá thì bao nhiêu? Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 130k thôi, 130.000. Cầm cho anh cái phích Đức vào đây, cái ấm siêu tốc Đức vào đây. 130.000, ấm siêu tốc Đức. 130.000 cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Giá này thì giá khá là hạt rẻ các bác, khá hạt rẻ cho các bác luôn. 130.000 cho một con ấm siêu tốc như này. Đấy, con này thì để đấy. Các bác cũng sử dụng điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 đặt vào này. Đấy, bấm lấy là nó sẽ lên đèn các bác nhá. Đây nó sẽ có một cái đèn xanh nhưng mà nó sẽ không được rõ lắm đâu các bác này. Đây. Đấy, đây sẽ có một cái đèn xanh các bác này. Đây em tắt đi này. Đấy, bật lên nó sẽ có một cái đèn xanh này. Cái đèn này thì nó sẽ hơi bị mờ một chút đây các bác này, thấy nó nhấp nháy chưa? Đó, tắt đi này. Đấy, tắt đi nó hết này, bật lên nó nhấp nháy này. Đấy. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 một em. Giá khá tốt cho các bác luôn. Con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái ấm siêu tốc của Đức nhá. Con này thì nó sẽ là hàng thủy tinh. Và hàng này của nó thì ưu điểm của nó sẽ có cho các bác là lưới lọc luôn nhá. Đấy, nó sẽ có một cái lưới lọc như này các bác này. Đấy, có lưới lọc để bảo vệ.
thì cái lưới lọc này để các bác khi mà mình uống trà hoặc là pha các cái loại nước thì nó sẽ rất là tiện dụng. Hàng của Đức cho nên khác ngay các bác này. Nguyên những cái đế này của nó là kết nối bằng đồng hết và sẽ là bo inox như này nhá, bo inox như này. Và rất là đẹp luôn các bác này. Hàng của thương hiệu Mega House của Đức nhá. Đấy, của Đức. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhá và dung tích là 1,8 lít đây các bác này. Đó. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái lưới lọc như này các bác này. Một cái lưới lọc như này. Hàng rất là dày dẫn luôn, inox 304. Cái này thì các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc, cho các loại hạt vào đây hoặc là các cái loại nước các bác uống cái nước gì, các bác pha cái gì thì cho vào đây cho em này, sau đó thì mình đun lên là mình bê ra mình uống trực tiếp luôn. Đấy, các bác không cần phải rót ra rót vào nữa, nó bất tiện, coi như là một cái ấm siêu tốc và một cái bình đựng nước luôn. Bê ra bàn mình để uống bình thường nhá. Đấy, còn thích thì mình lại đặt vào đun thì nó rất là tiện. Thì các bác không cần phải đổ qua đổ lại nữa. Ví dụ các bác uống cái gì thì các bác cho vào cái lưới lọc này cho em. Sau đó thì mình đun xong là mình bê ra mình uống trực tiếp luôn, rót ra cốc uống luôn. Đấy, rất là tiện, rất đẹp này. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, siêu tốc Đức. Giá thì sẽ là 290.000. Đó, lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Đấy. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc của Đức, giá của nó sẽ là 290.000 nhá. Và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Các bác lên cho em là máy xay khô. Đấy, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, chỉ có 120.000 thôi. Con này cũng sử dụng điện 220V. Đây, các bác chỉ cần là ví dụ cho gạo, cho các loại hạt vào đây là các bác xay nha. Đấy. Đấy. Đây em cho gạo vào nhá. Cho gạo vào em xay và nó ra mịn như này các bác này. Đấy, em cho gạo vào em xay nó ra mịn như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Thì các bác lên cho em là máy xay khô nhá. Con này thì các bác xay các cái loại hạt ngũ cốc cũng kiếc đều ok hết nhá. Đấy. Thì các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này. Sử dụng điện 220V, công suất của nó là 250W nhá và dung tích của nó là 700ml nhá. Các bác có thể xay tiêu, xay điều, xay tương, xay các loại hạt ngũ cốc đều ok hết. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp em là máy xay khô, giá sẽ là 120.000 nhá. 120k. Máy xay khô nhá. Máy xay khô. Giá sẽ là 120.000, 120.000 cho con máy xay khô này thôi. Rất là ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đợt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá. 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy.
Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp ga halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái bộ dao sói nhá. Qua lên trên là bộ dao sói. Giá sẽ là 100.000 cho một bộ dao sói như này. Lên trên là bộ dao sói này. Bộ dao sói giá sẽ là 100.000. Đấy, con này nó sẽ có hình con sói đây. Hàng dao thì nó sẽ là dao của Đức nhá, dao của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. 100.000 bộ dao sẽ bao gồm cho các bác các cái món như sau. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là đựng trong cái hộp cực kỳ chất lượng và xịn sò như này. Đấy, và đây nó sẽ có cho các bác là một cái kéo này, một kéo này. Đấy, một kéo này, tiếp theo đến cho các bác là một cái nạo này và bốn con dao nhá, một kéo, một nạo và bốn con dao luôn. Dao thì nó sẽ là hàng cũng rất là bén cho bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho bác xem nhá. Đầu tiên nó sẽ có cho bác là một con dao gọt này. Con dao gọt dài khoảng 20 cm nhá. Đấy, đây con này. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy.
lọc giấy rất là ngon luôn. Con dao gọt này cũng rất là bén các nhá, lọc giấy rất là ngon luôn các bác theo. Đây, đấy, một con dao gọt này. Tiếp theo sẽ đến cho các bác là ba con dao thái này. Thì đầu tiên là con dao thái nhọn này. Đấy, con này nó sẽ là thái nhọn như này con này. Đấy, đây, dọc giấy rất là ngon nha, dao rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Đây con này, đấy, rất là bén luôn. Đó, tiếp theo nó sẽ là một con nhọn nữa này. Con nhọn này thì nó sẽ bầu mình hơn một chút này. Đấy, cũng rất là sắc luôn các bác này. Rất là sắc luôn các bác theo. Đó, dao rất là bén quá này. Đấy, cán của nó thì bằng nhựa nhá, cán của nó bằng nhựa và dao của nó thì nó sẽ là thép chống dính nhá, thép chống dính cho bác luôn. Đấy, và đây con này nó sẽ là bản to này, bản to cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng chuyên thái thôi nhá, chuyên thái thôi. Đấy, dao này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Một bộ như này bao gồm cho bác là 4 con dao, một cái kéo này. Kéo này thì các bác có thể dùng để khui bia này, mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ này, đều ok hết nhá. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao, một kéo và một cái nạo như này. 4 dao, một kéo, một nạo. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000, 100.000 cho một cái bộ dao sói như này nhá. Đấy, bên máy tiếp theo là bộ dao sói, giá sẽ là 100k nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bộ dao sói, giá sẽ là 100.000, 100.000 cho bộ dao sói như này. Đấy, tiếp theo thì các bác lên cho em là cái thùng giấy ăn nhá. Đấy, giấy ăn của em thì nó sẽ là 140.000 cho một thùng 20 gói như này. 140.000. Đấy. Hả? Cái gì? Hả? Lại, nói lại. Các bác lên cho em là giấy ăn các nhá, giấy ăn. Đấy, giấy ăn thì nó sẽ là theo gói như này nhá, theo gói như này. Thì bên shop bán là thấp nhất là 2 gói trở lên, 2 gói sẽ là 20.000. 2 gói là bằng 20k nhá, chứ không bán một gói này. 2 gói là 20.000. Còn bác nào mua cả thùng thì cả thùng của nó sẽ là 20 gói. 20 gói sẽ là bằng 140k. Còn bác nào mua lẻ thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 cho một bịch là 10 gói. 80.000 là 10 gói nhá. Đấy, 10 gói thì sẽ là 80k nhá. 10 gói là sẽ là 80k. Đấy, 10 gói là 80.000. Tức là các bác mua lẻ thì mua cả 10 gói tính ra vào chỉ có 8.000 một gói giấy ăn như này thôi. Đấy, giấy của nó thì nó sẽ là dòng siêu dày và siêu dai như này các bác này. Siêu dày siêu dai luôn, giấy rất là dai nhá, rất là dai như này các bác này. Đấy các bác theo. Đây, em cầm em giật thoải mái như này nhá. Và rất là dai thì các bác dùng để mình lau tay này, ăn cỗ, ăn cơm, ăn thịt gà thì rất là ok. Và nó sẽ là dòng giấy rút như này, rất là tiện. Đây, 460 tờ bạn này. Một bịch này của nó sẽ là 460 tờ. Đó, và rất là dai luôn. Lên cho em là gói giấy ăn nhá, gói giấy ăn. Đấy, giá em bán từ 2 gói trở lên. 2 gói là sẽ là bằng 20k. Đấy, 10 gói là sẽ là bằng 80k. Còn 20 gói thì giá sẽ là 140.000. Đấy, 140.000 tức là một thùng rồi. Một thùng của nó là 20 gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giấy lau giày nhá. Các bác lên cho em là giấy lau giày. Con này thì nó sẽ là một cái dòng giấy rất là đa di năng luôn. Các bác có thể lau giày này, lau bàn này, hoặc là lau cửa kính cũng được. Đấy, tại vì ở đây nó sẽ có tẩm sẵn chất tẩy rồi, tẩm sẵn cái chất tẩy rồi, về nhà các bác chỉ việc lau thôi. Đấy, các cái bề mặt này nó sẽ tạo ra xà bông như này, tạo ra cái bọt như này, và các bác lau nó rất là sạch nhé, rất là sạch luôn. Đây ví dụ như là các cái phần mà bị ố này, bị xỉn này, giày dép hoặc các cái phần bị ố này, đây những cái phần bị ố, bị bám bẩn như này, các bác cứ lau kỹ đi cho em là nó sẽ tẩy sạch luôn nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái chất tẩy để tạo tẩy sạch nhá, và giúp cho các bác là tạo trắng luôn. Đấy, lên cho em là giấy lau giày, giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch như này nhá. Đấy, 25k là 20.000 nhá, 20.000 trên một bịch như này, 20k trên bịch như này, và lấy 3 bịch thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho 3 bịch giấy lau giày như này nhá. Thì con này chuyên để dùng để lau giày rất là tiện luôn. Lên cho em là giấy lau giày. Đây các bác này, đấy ví dụ những cái đôi giày đôi dép của bác đi ngoài trời nó bẩn này. Đấy, các bác theo. Mình về mình sử dụng cái giấy này các bác lau đi cho em. Đó. Đấy, bóng đẹp luôn nhá. Các bác không phải giặt nữa, giày mà mình giặt nhiều nó sẽ hỏng. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Về mình chuyên để lau giày, mọi lau dép rất là ok. Có thể gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến của nhân loại dành cho những người lười như mình đây. Chỉ việc lấy giấy ướt ra xong rồi lau cái đôi giày thôi, thế là nó có cái lớp bọt như này này, là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi ấy. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này ấy,
kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn các bạn. Điên thêm là giấy lau giày nha, giá của nó sẽ là 20.000 bịch và 3 bịch sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lô thì nó sẽ về theo lô, có lô thì màu đỏ, có lô thì màu xanh nhá. Có lô màu đỏ, có lô màu xanh. Và các bác chỉ cần là đẩy cái công tắc này lên này. Ở đây nó sẽ có cái công tắc nha, các bác đẩy cho cái công tắc này lên, sau đó thì vỗ nhẹ là đèn nó sẽ lên nhá. Đấy. Vỗ nhẹ đèn sẽ lên. Đây các bác đẩy cái nắp này vào cho em này, nó sẽ là một cái con đèn như này rất là đẹp. Đấy, gọi là đèn thần tài nhá, rất là đẹp luôn. Đó, đẩy công tắc lên. Để em tắt lên xong là các bác vỗ này nó sẽ lên nhá. Đấy, vỗ này nó sẽ lên các bạn. Đấy, thì rất là tiện nhá. Và đây nó sẽ có chiếc app để các bác điều chỉnh cái độ sáng tối nhá. Đó, thì con nào hết pin về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, có những con nó hết pin nhá. Giá sẽ là 60.000, lên mã cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Này thì rất là tiện để các bác sử dụng để trên ban thờ này hoặc là trang trí để co cũng được. Đấy, đây. Các bác chỉ cần vỗ này nó lên các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy các bác nhá. Đấy. Vỗ này nó sẽ lên này và có điều chỉnh chiết áp tăng giảm lượng sáng nhá. Đấy các bác này, rất là đẹp luôn. Đó. Ở đây nó sẽ bằng bóng LED và bên trong nó sẽ là một quả pin 18650. Chạm nó lên này, chạm nó tắt này, chạm nó lên này. Nhưng lưu ý các bác là khi mà muốn bật tắt thì các bác phải có cái công tắc này lên đã này. Cái đèn đỏ này sẽ lên này và các bác chỉ cần chạm này nó lên thôi. Đấy các bác thấy không? Rất là đẹp luôn nhá. Tắt này, lên này, tắt này. Các bác cứ vỗ này nó sẽ lên, vỗ này nó tắt này. Đấy. Và có điều chỉnh chiết áp nhá, có tăng giảm lượng sáng cho bác này. Đấy, cho tối hẳn này, sáng lên này. Đấy, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một em đèn thần tài như này, rất là đẹp luôn. Đó, đèn thần tài này. Đèn thần tài. Công suất của nó là 0.4W nhá, đèn thần tài. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó, có màu đỏ, màu xanh tùy theo lô. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia. Các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Một túi này sẽ là 10 viên màu xanh như này các bác này. Đấy, và giá thì chỉ có 15.000 thôi. Con này thì nó sẽ là một cái dạng nước màu xanh nhá. Khi nó ra nước nó sẽ là màu xanh. Thì công dụng của nó thì nó rất là đa di năng luôn. Đấy, thì công dụng của nó, các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Đấy, và sẽ là 15.000 trên một túi nhá. Thì công dụng của nó thứ nhất là tẩy sạch này. Đấy, tẩy sạch cặn bám này, tẩy sạch cặn bám này. Thứ hai là thơm này. Đấy, thứ hai là thơm nhá. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn. Tẩy sạch cặn bám, thơm và diệt khuẩn. Giá thì chỉ là 15.000 trên một bịch, bao gồm là 10 gói nhá. Mỗi tháng các bác cứ cho vào cho em một gói vào cái bệt nhà vệ sinh ấy là xong. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo dán tôn nhá. Các bác lên cho em là keo dán tôn này. Đấy, lên cho em là keo 10 nhá. Lên cho em là keo 10. Giá của nó sẽ là bản 10 sen mà. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 trên một bịch keo 10 như này. Lại phải xem màu à. 40.000 trên một bịch như này các bác này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một cuộn như này. Đấy, bản của nó là 10 sen và khoảng 5 mét nhá. 10 sen và chiều dài khoảng 5 mét. Lên cho em là keo dán tôn. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, test trực tiếp trên cái ống nước luôn này. Đấy. Hoặc các bác có thể dán trên các cái bề mặt như là mái tôn này hoặc là các cái phần tường bị thấm rột này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, khi bóc ra nó còn không bóc ra được luôn thì không bao giờ nước nó vào được các bác nhá. Đó. Dán rất là chắc luôn. Đấy. Đấy. Đấy, ví dụ như cái phần nước này các bác có thể dán trực tiếp trên ống nước này luôn nhá. Đấy. Tịt luôn các bác này. Đấy thấy không? Rất là tiện. Lên cho em là keo dán tôn nhá hoặc là keo 10 nhá, keo 10. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cuộn keo 10 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân 5 nhá, cân 5. Con này thì nó sẽ là cân của Nhật. Các bác lên cho em là cân 5. Cái này thì nó sẽ không có pin đâu nhá, về nhà các bác tự mua pin mình cho vào thôi. Lắp pin vào đây cho em này. Đấy. Cân được 5 cân và có chức năng trừ bì luôn. Con này thì các bác lên cho em là cân 5 nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, lên cho em là cân 5. Con này thì nó sẽ cân được 5kg và giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cân 5kg và giá sẽ là 50.000. Đấy, lên cho em là cân 5. Cân được 5 cân và giá sẽ là 50.000. Đó, giá rất tốt cho bác luôn rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các bác nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó.
Design in Germany này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lấy cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá. Tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy,
combo. Combo thì sẽ có cho các bác, đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó.